Xin chào tất cả các bạn. Windows 11 cũng đã ra mắt được hơn 1 năm và hầu hết mọi laptop bây giờ nó được lên Windows 11 rồi đúng không? Thì cá nhân mình thấy là lên đến phiên bản 22H2 của Windows 11 á mà mình thấy đây mới thực sự là Windows 11. Nói sao nhỉ? Thì Windows 11 cũ á so với lại Windows 10 mình thấy nó cũng na ná nhau và nó chỉ thay đổi một xíu về UI, mà thậm chí nha, những cái tính năng của Windows 10 á nó còn bị lược bỏ làm mình tức lắm. Mà còn cái nữa đó chính là hiệu năng nó còn giảm đi một xíu nữa. Nhưng đến phiên bản cập nhật 22H2 mình mới cảm nhận được là Windows 11 mạnh thiệt sự. Đầu tiên ở phiên bản 22H2 á thì cái điểm cải tiến đó chính là giao diện, mặc dù chỉ có một xíu thôi nhưng thực sự cái trải nghiệm người dùng nó được tăng lên đáng kể. Và điểm nhấn lớn nhất đó chính là phần Start Menu. Nó không như hồi xưa ở Windows 10 hay là Windows 11 cũ mình chỉ dùng để mở thanh tìm kiếm thôi. Nhưng bây giờ nó lại rất đáng sử dụng vì mọi người có thể tùy chỉnh thanh Start Menu theo nhiều cách hơn, hay thậm chí là có thể gộp nhiều app lại với nhau thành một folder, rồi cũng có thể đổi tên như nó luôn, cứ như là sử dụng trên điện thoại vậy, cực kỳ tiện luôn. Task Manager cũng được thay đổi giao diện, trông rất là đẹp, gọn gàng nhưng vẫn rất là trực quan. Hay là cái phần tăng giảm âm lượng hay là tăng giảm độ sáng nè, nó cũng được làm gọn gàng và bắt mắt hơn rất là nhiều. Một chi tiết nhỏ nữa là bây giờ bạn có thể mở quản lý kết nối Bluetooth trực tiếp, tương tự như là Wi-Fi vậy. Nó sẽ trực quan hơn rất là nhiều so với là phiên bản cũ. Mình phải mở setting rồi lại vào phần Bluetooth rồi mình lại bấm Add Device này nọ, nó sẽ rất là rườm rà. Và tuyệt vời hơn là tính năng Drag and Drop ở trên Windows 10 đã quay trở lại phiên bản cập nhật này. Vì tính năng kéo thả này mà sử dụng rất là nhiều ở trên Windows 10, nhưng chả hiểu sao lên Windows 11 nó lại bị lược bỏ. Thì bây giờ ở phiên bản 22H2, Microsoft mới chịu đưa lại tính năng Drag and Drop này trở lại. Ngoài ra, tính năng chia màn hình của anh em cũng sẽ dễ hơn khi mà mọi người chỉ cần kéo lên trên rồi lựa chọn layout mà mình thích thôi, chứ không phải như xưa là mình phải kéo từng góc trái, góc phải. Và giao diện File Explorer giờ nó sẽ thông minh hơn và dễ sử dụng hơn rất là nhiều. Vì từ bây giờ bạn không phải vướng víu với một đống folder mà mình mở nữa. Thay vào đó, mình ta có thể sử dụng File Explorer y như một cái trình duyệt vậy. Nó sẽ được chia ra nhiều tab cho anh em dễ quản lý, và thậm chí mình ấn Ctrl T nó cũng sẽ làm mở thêm tab mới như Chrome vậy. Và nói chung cái trải nghiệm sử dụng của mình trên Windows 11 nó cũng khá là phê, và mình biết rằng song đó nó vẫn còn rất là nhiều ý kiến trái chiều khi mà sử dụng Windows 11 của các bạn, như là Windows 11 nó gây hiện tượng lag nè, hay là boot win chậm, hay thậm chí nó có nhiều lỗi vặt nữa. Thì mình cũng đã tìm hiểu như lời hỏi ý kiến từ rất là nhiều nguồn, và cũng như là người dùng xung quanh đang sử dụng Windows 10 là Windows 11. Và ok, đến với hiệu năng video editing trên các phần mềm Adobe như là Premiere hay là After Effects, thì kết quả anh em thấy được là Windows 10 nó thực sự cho chúng ta hiệu năng tốt hơn, nhưng không quá đáng kể. Hay là đến với các ứng dụng chuyên về chỉnh sửa hình ảnh phổ biến như là Photoshop hay là Lightroom, thì hiệu năng cho ra của Windows 11 nó cũng gần như tương đồng với là Windows 10. Và cá nhân mình cũng đã và đang sử dụng và làm việc trên hai hệ điều hành, đó chính là Windows 10 và Windows 11. Và mình thấy là Windows 11 nó có nâng cấp hơn về hiệu năng làm việc cho các bạn, nhưng nó cũng sẽ tùy vào CPU nữa. Có những con CPU nó mới nó cũng rất là mạnh và sẽ rất là tương thích trên Windows 11, nhưng cũng sẽ có rất là nhiều con CPU cũ, thế hệ cũ, nó sẽ khiến cho các bạn cảm giác là nó sẽ bị chậm hơn một xíu. Thì đấy, mình nghĩ là nó cũng sẽ còn phụ thuộc vào kiến trúc cũ hay là mới của CPU nữa. Còn về hiệu năng của CPU và GPU thì sao? Về CPU thì Windows 10 và Windows 11 sau các bài test từ Cinebench R23, Blender thì kết quả vẫn cho ra tương đồng với nhau. Nhưng với GPU thì nó là có một chút khác biệt rằng là Windows 11 nó đang hoạt động tốt hơn, thậm chí là có hiệu năng mạnh mẽ hơn so với là Windows 10. Vì là do một hệ điều hành mới nên nó hỗ trợ rất là nhiều tính năng đặc biệt cho GPU Render, thực sự là nó nhanh hơn hẳn Windows 10. Nhưng vì là một phiên bản hệ điều hành mới cho nên là sẽ có một số những cái lỗi vặt. Cá nhân mình sử dụng thì chưa thấy những cái lỗi này bao giờ, nhưng lỗi là có thật. Cũng chả trách sao, các anh em sử dụng PC bây giờ là thích quay về sử dụng Windows 10 hơn là Windows 11. Mặc dù là cái tính năng này, giao diện hay trải nghiệm sử dụng nó không bằng Windows 11 nha, nhưng là vì tính ổn định cũng như ít lỗi vặt hơn. Và các bạn nghĩ sao về phiên bản 22H2 trên Windows 11 này? Đừng quên để lại ý kiến các bạn trong phần comment bên dưới nha. Nếu thấy video này hay bổ ích, đừng quên cho mình một like, share, subscribe kênh Thế Giới Laptop. Và mình là Thành Thông, xin chào và hẹn gặp lại.